nay là Sở Y tế họp, có thể nói là trong ngày hôm nay là trong chiều nay là cuộc họp lần thứ hai, họp đầu giờ chiều thì do phó giáo sư Tăng Chí Thượng cũng đã triển khai cho các cơ sở khám chữa bệnh của thành phố. Thì về phía các hoạt động về cái dự phòng đó thì chúng ta cũng đã bàn một số biện pháp. Thì như các vị cũng đã biết đó là sau một cái thời gian chúng ta không phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng thì cho đến ngày 24/7 từ thứ 6 của tuần vừa qua thì tại Đà Nẵng đã phát hiện nhiều ca bệnh, và điều đáng quan tâm là trong số những cái ca phát hiện trong cộng đồng đó thì có những cái nó lây nhiễm trong cái cơ sở y tế, và cho đến bây giờ thì Đà Nẵng cũng đã phải thực hiện cái cách ly ở lại 3 bệnh viện. Và theo cái báo cáo của quyền bộ trưởng Bộ Y tế sáng nay đó thì Hà Giang có nhắc lại là cái chủng virus mà Bộ Y tế giám sát đó, thì là virus mới, đây là một cái vấn đề chúng ta cũng phải cảm thấy sự quan tâm. Tuy nhiên có một cái điều mà chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta có thuận lợi là trong những cái tháng vừa qua thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm để đối phó với cái dịch bệnh Covid-19. Các chị nhớ là những cái tháng đầu tiên thành phố mình thì phải nói là rất nhiều hoạt động chúng ta triển khai, và trong số đó có những cái lúc mà chúng ta cũng chưa có thể hiện cái sự chủ động. Thì bây giờ sau một cái thời gian chúng ta có kinh nghiệm để phòng chống dịch, sau một cái thời gian dịch bệnh nó tương đối nó ổn định và chúng ta chỉ lo tập trung để cách ly những cái người nhập cảnh vào, thì cũng có thời gian để chúng ta củng cố, chúng ta rà soát cộng đồng, thì tôi cho rằng đây là một cái thuận lợi mà chúng ta cần phát huy trong thời gian tới. Vấn đề đặt ra là như vậy, thì ở Việt Nam chúng ta nói chung cũng như ngành y tế có bị động hay không, thì qua cái cuộc họp của chính phủ vào ngày 25/7 tức là thứ bảy vừa rồi đó, thì phải nói rằng là chúng ta cũng đều biết rằng là mặc dù tình hình dịch bệnh tại Việt Nam nó tương đối ổn định, nhưng mà ở các nước trên thế giới đặc biệt là Mỹ thì nó diễn biến rất là phức tạp. Thành ra cái chuyện mà chúng ta phát hiện cái ca bệnh trong cộng đồng là một cái điều chúng ta có thể lường trước được, và rõ ràng là bây giờ nếu mà chúng ta triển khai các hoạt động cho nó chặt chẽ thì tôi tin rằng là chúng ta có thể là đảm bảo được các hoạt động phòng chống dịch nó hiệu quả. Thì hôm nay là Sở Y tế họp là chủ yếu là chúng ta cụ thể hóa bàn những cái biện pháp thực hiện theo chỉ đạo của trong thông báo quốc lượng của Thủ tướng Chính phủ, và cái chỉ đạo của UAN thì thật ra cũng không có một cái chủ trương gì mới hết. Thì theo tôi đó, trong thời gian sắp tới chúng ta có một số cái nhóm công việc sau đây chúng ta cần phải làm. Một là về công tác và truyền thông, thì theo nhận định của cuộc họp chính phủ vừa rồi đã sau một thời gian có thể nói là chúng ta ở cái lúc đầu chúng ta cũng có những thành công nhất định, thì cũng đã xuất hiện một số cái tâm lý gọi là chủ quan, thậm chí có nơi gọi là lơ là trong công tác phòng chống dịch. Thì bây giờ đó không khéo nó là phát sinh một thái cực mới, tức là khi mà xảy ra những cái ca bệnh ở Đà Nẵng rồi rồi lại bắt đầu là cái tâm lý hoang mang lo lắng, thậm chí là có những cái thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của người dân, và trong khi chúng ta đang thực hiện cái mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế đảm bảo được xã hội và đồng thời phát triển tốt. Là tôi cho là cái chuyện mà công tác truyền thông trong giai đoạn hiện nay có sự quan trọng. Tất nhiên là về truyền thông chung các cái thì lãnh đạo các cấp cũng đã có chỉ đạo cho các cái cơ quan truyền thông báo chí, nhưng mà về phía truyền thông của ngành chúng ta thì tôi đề nghị là chúng ta cũng phải phát huy những cái kết quả đạt được trong cái đợt chống dịch vừa rồi, trong thời gian vừa qua phải nói là chúng ta vừa kịp thời và đồng thời cũng có cập nhật tin tức để cho phục vụ cho người dân thành phố. Những thông tin rất là chính xác đó, rất là hiệu quả đó cũng đã góp phần làm cho cái công tác phòng chống dịch của chúng ta nó đạt được cái kết quả thành công trong thời gian vừa qua. Thì tiếp tục thời gian tới tôi đề nghị CDC các đồng chí tiếp tục là làm sao mà có những thông tin đưa lên cái trang web mình, những cái thống tục dịch bệnh cho nó đầy đủ để trên cơ sở đó cung cấp thông tin cho các cơ quan báo đài cũng như người dân thành phố thì cần phải có những thông tin đó. Chính
xác từ cái hệ thống của y tế. Đó là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm công việc thứ hai thì tôi thấy là như các anh chị nêu ra là bây giờ cái khả năng, cái nguy cơ mà thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể xuất hiện một cái ca bị nhiễm trong cộng đồng là điều hoàn toàn có thể, điều hoàn toàn có thể xảy ra và đã xuất hiện rồi. Một số địa phương khác có thì chúng ta vẫn có thể phát hiện được. Như vậy thì làm sao mà chúng ta phải ngăn chặn trước đó, tức là phải phát hiện những người có yếu tố dịch tễ, và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là đối với những người đến từ Đà Nẵng, có thể là người dân thành phố đi đến du lịch, công tác, học tập gì đó là Đà Nẵng trở về thành phố, hoặc là người dân ở Đà Nẵng đến thành phố, thì chúng ta cũng phải phát hiện và theo thực hiện chỉ đạo của thành phố rằng là tất cả những người từ Đà Nẵng đến thành phố từ 1-7 người thành phố thì làm sao mà chúng ta phát hiện và càng nhiều càng tốt những người này để thực hiện khai báo và giám sát y tế. Cái việc thứ ba là tôi nói bây giờ qua những cái kinh nghiệm, qua những cái thực tiễn trong những cái đợt chống dịch vừa qua đó, chúng ta cũng rút kết được nhiều cái bài học, nhiều cái phương pháp, nhiều cái cách làm. Thì bây giờ chúng ta cũng phải rà soát lại cái phương án, cái kịch bản xử lý khi có ca dương trong cộng đồng xuất hiện trên địa bàn của mình thì mình xử lý sao, kích hoạt hệ thống như thế nào, phối hợp các cái lực lượng ra sao. Thì bây giờ chúng ta cũng phải làm lại những khả năng này, tôi cho là hoàn toàn có thể xảy ra được trên địa bàn của mình. Cái việc thứ tư đó, cái nhóm công việc thứ tư thì là mình cũng phải, như ý kiến của anh Giang, các anh chị đó, là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt các cái điều kiện để đảm bảo an toàn trong cái hoạt động nói chung, mà đặc biệt là trong cái hoạt động của các cơ sở y tế của chúng ta trong cái gọi là bình thường mới vừa qua. Thì là thật ra thì mình nói như vậy, nhưng mà tôi cho rằng trong cái giai đoạn đầu thì các nơi thực hiện không phải nói là rất tốt, nhưng mà đến những cái lúc mà sau này đó, thì cũng có nơi có lúc cũng chưa thật chặt chẽ gì, thì chúng ta cũng phải tái lập lại tất cả các cái hoạt động đảm bảo an toàn luôn, trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung, trong hoạt động khám chữa bệnh, trong hoạt động về tế dự phòng, cũng như là chúng ta tham mưu cho ủy ban để chỉ đạo cho các sở ngành cũng phải thực hiện các cái biện pháp này. Thì đó là có bốn nhóm như vậy. Thì về cụ thể thì tôi xin đề nghị mấy cái chuyện gì. Một là đối với trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đó, thì như tôi nói là truyền thông, tăng cường cái truyền thông thường xuyên cập nhật các cái tin tức, cũng như là các, đặc biệt là các cái hướng dẫn người dân các cái biện pháp phòng chống bệnh. Thì theo giai đoạn có thể là hôm nay chúng ta ngồi đây những quy định này, nhưng là ngày mai hoặc là thời gian tới tuần sau nó sẽ có những quy định mới, thì làm sao phải triển khai thông tin sớm những cái chuyện đó cho người dân trên cái trang web của CDC, đồng thời có cái hướng dẫn cái mức độ của ngành y tế. Cái thứ hai là tôi nói bây giờ đó, theo cái chỉ đạo của thành phố, thì tất cả những người đến thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 thì dùng cho dưới 14 ngày cho mỗi ngày được cái xét nghiệm. Điều đó nói lên là cái số lượng người được xét nghiệm rất lớn. Thì thật sự mà nói cũng có một cái điều rất là thuận lợi là thành phố chúng ta qua cái đợt chống dịch vừa rồi đó, mình cũng rà soát đánh giá bổ sung phương tiện nguồn lực các cái, thì cái năng lực của thành phố xét nghiệm rất là lớn. Nhưng mà bây giờ sở y tế tôi muốn là CDC có một cái báo cáo cụ thể cái năng lực xét nghiệm của các cơ sở y tế như thế nào. Cái thứ hai là cái gì, kỹ năng lấy mẫu của các cái đội xét nghiệm nhân dân, những cái liên quan đến xét nghiệm thì các anh chị báo cáo để chúng ta có thể thuận tiện trong cái việc mà phối hợp với các đơn vị khi cần thì phải tăng cường lực lượng bổ sung cho những cái địa phương cần như thế nào. Ví dụ như lực lượng ít, những cái nơi mà cái số người cần xét nghiệm đó thì có thể tăng cường, chứ không phải chỉ lo người mình không, thì phải tăng cường những cái người đó. Thì CDC làm đầu mối để tham mưu cho sở điều phối cái việc này. Thì các anh chị của mình có báo cáo cái này, có báo cáo sớm. Cái việc thứ ba nữa đó là bây giờ là CDC các đồng chí cũng đã nêu ra cái dự thảo về cái phác đồ giám sát của Đà Nẵng vào tháng 7 thì của thạc sĩ Nga trình bày, thì tôi cũng thống nhất cái này chung là các đồng chí làm cái phân chia ra các cái tình huống rất là phù hợp. Vì vậy thì cộng với một số cái vấn đề về mặt chuyên môn
kỹ thuật thì CDC nên có cái hướng dẫn cho các cái trung tâm y tế và các cái đơn vị phục vụ để thực hiện và các bạn và cái hướng dẫn cho các bệnh viện tham gia nó còn ai ra những cái chuyện đó thì chúng ta tới cao đổi trực tiếp những cái gì cái mang tính chung nhất thì và nó rõ rồi thì đề nghị là có văn bản hướng dẫn cho các cái trung tâm y tế và các cái đơn vị và trong ngành y tế thì chúng ta phối hợp thực hiện. Bây giờ đối với cái phòng dịch vụ y thì tôi đề nghị là các đồng chí tham mưu cho sở các cái chỉ đạo mà trực tiếp là về cái chỉ đạo của ủy ban của thành phố về cái phòng chống dịch covid trong cái ủy ban ban hành ngày hôm qua. Thứ hai là phối hợp, bởi vì chúng ta sở y tế là thường trực của ban chỉ đạo, thành ra là mình chủ động mình phối hợp với các cái sở ngành để thực hiện các cái chỉ đạo ủy ban. Ví dụ như bây giờ chúng ta phối hợp với sở du lịch để nắm lại về cái các cái tour này khác, các địa phương nguy cơ như thế nào, hoặc là các cái cơ sở lưu trú thì sở y tế cũng chủ động phối hợp, rồi với sở giao thông vận tải, rồi với sở giáo dục, chẳng hạn kỳ thi sắp tới, bây giờ tốt nghiệp gọi là tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào đó thì bây giờ sở y tế cũng tất nhiên là các cái ban ngành đó tôi nghĩ là cũng sẽ phối hợp với mình, nhưng mà sở y tế còn nhiều vô cũng giúp cho sở tham mưu việc này để chúng ta chủ động phối hợp với các sở rất là nhiều sở thì ủy ban cũng chỉ đạo rồi. Cái thứ hai nữa là cái thực hiện cái chế độ báo cáo, cái chế độ báo cáo hàng ngày như là trước đây, trong đó đặc biệt là đối với các cái ca dương tính, ví dụ bây giờ quá trình xét nghiệm thì HCDC cái quy trình như thế nào, HCDC khi phát hiện dương tính thì thông tin về dịch vụ y gửi cho các nơi, hoặc là không cần ca dương tính thì hàng ngày tình hình diễn biến các cái hoạt động trong ngày về phòng chống covid thì chúng ta cũng phải thực hiện chế độ báo cáo dịch vụ y và báo cáo nhân viên. Cái việc thứ ba nữa là tôi đề nghị là bây giờ đó là sở y tế phòng viện viên tham mưu về sở y tế một văn bản chỉ đạo cho phòng y tế các cái quận huyện để triển khai cho các cái cơ sở y tế tư nhân, đặc biệt là nhà thuốc, cái này là thủ tướng chính phủ có chỉ đạo rồi, khi những cái người mà có những cái triệu chứng nhiễm hô hấp đến mua thuốc như sốt như ho này các phải lưu lại địa chỉ, thì bây giờ phòng y tế các đồng chí cũng phải triển khai ở địa phương để các cái hiệu thuốc hoặc là để cả các phòng tập bây giờ phát hiện những triệu chứng thì bây giờ quy trình chuyển gửi như thế nào để cả thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch ở các cái phòng tập, các phòng khám không lập vào bài phòng tập ra sao, không lập cái gì phòng khám thì bên phòng khám chữa bệnh đã chỉ đạo rồi, các cái hiệu thuốc các cái cơ sở y tế nói chung thì chúng ta cũng nên có văn bản chỉ đạo để phòng y tế địa phương tham mưu quan chỉ đạo. Đối với các cái trung tâm y tế đó, thì tôi đề nghị là mặc dù ủy ban cũng có chỉ đạo rồi, thủ tướng chính phủ cũng đã thông báo được rồi, nhưng mà trung tâm y tế, phòng y tế các đồng chí cũng tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch, ông mình thường trực là thông báo tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch ở từng quận huyện về tình hình dịch bệnh. Đặc biệt là một cái việc rất quan trọng mà thủ tướng chính phủ có chỉ đạo là làm sao chúng ta ủy ban, ban chỉ đạo quận huyện chỉ đạo cho công an và các cái lực lượng ở địa phương, một là phải gọi là đi từng ngõ gõ từng nhà, ngoài cái việc mà chúng ta thông tin qua cái trang web và báo chí để những người đến từ Đà Nẵng từ 1/7 nay tự nguyện khai báo y tế để người ta giám sát, nhưng bên cạnh đó cũng có những người vì nhiều lý do họ không đến tự nguyện khai báo thì bây giờ địa phương phải nắm lại ở địa bàn của mình những người đến từ Đà Nẵng từ 1/7 theo chỉ đạo, và tất nhiên là bên cạnh đó kể cả những người mà đến vì đi nhập cảnh trái phép, bởi vì một trong những cái chuyện mà tôi có dự trong cái họp từ chính phủ vào ngày 7 vừa rồi là thủ tướng và các cái bộ ngành cũng nhắc lại là phải nói là chúng ta trong thời gian qua cũng nơi này nơi kia lúc này lúc khác là cái việc mà kiểm soát cái người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở là nó cũng chưa ổn. Mà thành phố mình mặc dù là chúng ta chưa hoặc không có những cái ngoài cái cảng hàng không thôi, các cái biên giới với cái gì mà thì không có, nhưng mà họ qua những cái tỉnh khác và đến thành phố Hồ Chí Minh. Mà các ông chỉ lưu ý là thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi mà gọi là trung tâm của khu vực, là thật ra là khám chữa bệnh là chuyện này chuyện kia cũng đến, du lịch cũng đến thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra cái việc mà phát hiện ở những cái người mà nhập cảnh trái phép thì
mặc dù của chúng ta có tuyên truyền thông qua báo chí này khác, nhưng mà vẫn còn những người có thể nói là không hiểu, không nhận thức chưa đầy đủ, hoặc là cố tình. Thì vậy là địa phương phải là những người phát hiện, thì tôi đề nghị là các đồng chí ở đây là phòng y tế, trung tâm y tế, các chị tham mưu cơ quan chỉ đạo địa phương phải tăng cường việc này để chúng ta phải sớm. Mà thực ra nó báo cáo ông Giang với các anh chị đó là thành phố mình cũng làm rất là nghiêm chuyện này. Trong thời gian vừa qua mình đã phát hiện 29 trường hợp nhập cảnh trái phép đi vào thành phố Hồ Chí Minh để làm nhiều thứ trong công tác khám chữa bệnh này khác, nhưng mà do qua khai báo y tế chúng ta phát hiện được. Nếu chúng ta không phát hiện được mà những người này lỡ mà có nhiễm thì cái đó cái hậu quả sẽ rất là lớn. Thành ra tôi đề nghị chúng ta cũng phải chú ý cái chuyện này. Cái nhiệm vụ hết sức quan trọng giai đoạn hiện nay là không chỉ những người đến từ Đà Nẵng mà họ không đến khai báo y tế, mà còn những người nhập cảnh trái phép đến tại địa phương mình, thì chúng ta phải phát hiện và phải báo cho các cái cơ quan trong đó có y tế để thực hiện các cái biện pháp giám sát y tế cho nó đầy đủ. Cái việc thứ hai nữa là một trong những cái nhóm công việc mà ở địa phương chúng ta phải làm, các cái trung tâm y tế là cùng với địa phương chúng ta làm là thực hiện cái khai báo y tế. Khai báo y tế thì tôi thống nhất với chỗ CDC đề nghị là các anh chị các trung tâm y tế cũng phải thực hiện bằng nhiều hình thức, bằng nhiều thức, kể cả các ứng dụng của Bộ Y tế, rồi thông qua điện thoại, rồi khai báo trực tiếp thì chúng ta phải dùng tình tế độ cũng cao, nhưng mà làm phải chặt chẽ. Và tôi đề nghị là cái số điện thoại đường dây nóng hoặc những cái các hình thức là phải báo về, kể cả danh sách anh em trực phải báo về hàng tuần cho CDC để công khai, để vừa là lãnh đạo kiểm tra mà đồng thời thì cũng biết trên CDC, và thông qua đó thì báo chí có thể đăng tải để cái độ bao phủ người dân biết càng nhiều càng tốt về khai báo y tế. Thì tất cả những thông tin này đề nghị các đồng chí phải gửi lên về CDC, về CDC để chúng ta làm tốt. Thế còn bây giờ bao nhiêu điểm thì tùy theo cái số lượng người ở địa phương chúng ta, nhưng mà quan trọng là những cái điểm đó chúng ta triển khai thì phải thực hiện cho nó tốt, không phải là số lượng rồi cái nơi này nơi kia nó mỏng quá không đủ một lực, thì cái chuyện mà kiểm soát người đến rồi lây nhiễm những cái nơi khai báo này khác thì nó không được, làm cho nó chắc được. Cái việc thứ ba nữa là để tôi nhắc lại thôi, thì nhưng mà tôi cho rằng nếu chúng ta chủ quan thì đến lúc mà khi mà xảy ra cái sự việc đó, hoặc là thậm chí tôi nói giả sử bây giờ cũng không ai biết chắc rằng là khi nào nó sẽ có ca dương trên địa bàn, mình không nói được. Phải nói mình cứ xem như là cái chuyện đó là mình bất kỳ lúc nào cũng xảy ra là chúng ta đều kịch quản ngay. Thì bây giờ bộ phận ứng nhanh của chúng ta gọi là đã giang môn võ luyện chưa? Tôi nói bây giờ CDC các đồng chí cũng phải thường xuyên tập huấn, thì vừa đầu tôi biết là có tập huấn thực tế, nhưng mà thực sự hoạt động như thế nào phải kiểm tra lại. Và lãnh đạo người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chuyện này, rồi các cái đội xét nghiệm anh em ở cuốn, và cái về cái nhân sự có đảm bảo chưa, vừa đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị mình, nhưng mà đặt tình huống khi xảy ra những ca dương như vậy thì anh em ra sao, phối hợp với các đơn vị mạng như thế nào để đặt soát lại. Đối với các cái đơn vị y tế nói chung đó, thì tôi cho rằng là có lẽ là anh Thượng này cũng nhắc rồi mà anh Giang các anh chị cũng nhắc đi nhắc lại, nhưng mà không chỉ là khám các bệnh viện đâu, các chị bên khối dự phòng của mình á, là bây giờ là các cái trung tâm y tế của mình nó cũng có tiếp xúc với bệnh nhân, người ta cũng có đến khám bệnh, rồi các cái trạm y tế, thậm chí các anh chị nhớ trong cái đợt vừa rồi đó, có những cái trạm y tế mà vô mà khai báo đến trạm y tế khám một hồi ra là cái ông người này nó bị dương thì bắt đầu anh em mình là cũng phải cách ly. Cũng may là vừa rồi chưa có ai dương, rồi kể cả các cái đơn vị các ngành khác ở phường cũng phải cách ly, bởi vì người ta khai báo chuyện này chuyện kia một hồi ra cái ông này dương thì bây giờ mình tức là mình làm sao đảm bảo tất cả các cái hoạt động đảm bảo an toàn. Mà tôi nói giả sử nếu được gọi là lý tưởng là làm sao mà khi họ đến họ khám bệnh cơ sở mình mà sau vài bữa mà họ dương rồi đó thì anh em mình cảm thấy yên tâm, bởi vì mình đã phòng thủ cho chắc chắn, phải tính mức độ như vậy mới được. Chứ nếu mà cứ khi phát hiện dương thì lại phải cách ly, phải để thế kia thì rõ ràng là cái chuyện mà phòng thủ chúng ta chưa chắc chắn. Thì có thể là ở trong giai đoạn trước đây khi mà dương mà nó sập lắng thì cũng có thể là mình cũng lơ lỏng, nhưng mà bây giờ thì không chấp nhận cái chuyện này. Bắt đầu thì giờ mình chúng ta phải hết sức là sát sao đảm bảo cho các hoạt động cho nó tốt. Và như vậy thì chúng ta phải thực hiện một cách đầy đủ tất cả các cái hoạt động để bảo an toàn cho cơ sở của mình. Cái việc thứ hai nữa đó, là cũng hết sức quan trọng, và tôi đề nghị là
thủ trưởng các đơn vị mà hôm nay các đồng chí ngồi họp ở đây đó phải về rà soát và lập danh sách nhân viên y tế của mình. Bây giờ mình kêu gọi thành phố chỉ đạo là tất cả mọi công dân từ 1 tháng 7 từ Đà Nẵng về đây phải cách ly, phải khai báo y tế để giám sát. Thì vậy thì trước hết là đối với ngành chúng ta, nhân viên y tế ở tất cả các đơn vị thì thủ trưởng các đơn vị phải nắm lại việc này. Trong thời gian 1 tháng 7 nhân viên của mình đã đi đến như thế nào thì chúng phải lập danh sách và phải thực hiện đúng các quy định của giám sát y tế. Rồi. Và đồng thời tôi đề nghị là các đồng chí cũng rà soát lại như đã tôi nói là bây giờ là khi mà tôi phát hiện một cái ca nghi ngờ đến khám chữa bệnh thì mình cũng phải có một cái lưu ý, lúc nào lúc đầu mình cũng phải nhớ rằng là hiện nay COVID, hiện nay là sốt xuất huyết, hiện nay là chuyện này chuyện kia để chúng ta không bỏ sót những cái bệnh đến khám tại các cơ sở, kể cả trạm y tế, không phải là ở bệnh viện mà kể cả trạm y tế khi họ đến. Một lý do gì hết sức sơ sài, nhưng mà nếu mà mình cảm giác thì mình thực hiện được, thì đó là một số cái ý mà có lẽ là cũng mang bước đầu thôi. Khi dịch bệnh đó có những cái bước chuyển biến mới, có những chỉ đạo mới thì sở sẽ tiếp tục có một cái chỉ đạo bằng nhiều hình thức, có thể là bằng